Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là cảm biến vân tay của điện thoại Vivo Y30 hay còn tên gọi khác là Vivo 1938 đang chờ thay mới để di động cao cấp .me. Đó. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần vân tay, cảm biến vân tay trên điện thoại Vivo Y30 lỗi hỏng, cần địa chỉ thay mới cảm biến vân tay, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Di động cao cấp .me có mọi loại linh kiện trên điện thoại Vivo Y30 nói chung và phần cảm biến vân tay của máy nói riêng thì mới bị các bạn khi cần. Khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp .vn, quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship cảm biến vân tay của điện thoại Vivo Y30 để tận chỉ vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới về thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ thay mới vân tay, cảm biến vân tay của điện thoại Vivo Y30, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp .vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn xem video tại di động cao cấp .vn để cung cấp link phụ kiện của điện thoại Vivo Y30 hàng đầu này.